Yamaha Mio S 125cc 2018 giá 26,6 triệu đồng, sự lựa chọn tuyệt vời cho phái đẹp. Nhà sản xuất xe máy Yamaha ở Indonesia vừa chính thức phát hành mẫu xe gam mới Yamaha Mio S 125 NED. Sản phẩm này có thiết kế hiện đại và thông minh hơn các thế hệ Mio trước nhờ ứng dụng công nghệ đèn pha LED, đem lại ánh sáng ổn định, tập trung hơn. Lý do Yamaha lại quyết định tung ra Mio S 125 ra thị trường Indonesia, trước tiên rất có thể là do nhà sản xuất xe hai bánh xứ Hoa Anh Đào muốn đánh thức lại cái thời đại hoàng kim mà Mio lần đầu tiên ra mắt, đã chiếm được tình cảm của phái đẹp nhờ thiết kế dễ điều khiển, nhanh nhẹn, lại hoạt động hiệu quả. Đáng chú ý là Yamaha Mio S 125 có giá bán tại Indonesia cực kỳ hấp dẫn, chỉ 26,6 triệu Việt Nam đồng. Xe có 4 phiên bản màu, gồm có màu xanh lá cây, màu đỏ, màu đen và màu trắng. Với tầm giá hợp lý trên thì Yamaha Mio S 125 còn có khả năng tạo ra các sức hút hơn, còn nhờ có một cái ngoại hình tươi mới, các tính năng tiên tiến và khả năng vận hành thoải mái hơn khi trang bị lốp không xăm loại lớn. Sức mạnh của Mio S 125 đến từ loại động cơ SOHC 4 thì làm mát bằng không khí, đơn xi lanh có tỷ số nén đạt 9,5/1 và dung tích là 125cc. Động cơ này có khả năng sản sinh công suất tối đa là 7kW tại 8.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 9,6Nm tại 5.500 vòng trên phút. Hệ thống khởi động xe gồm có nút đề điện và cần đạp chân. Hệ thống phun nhiên liệu thuộc loại trực tiếp và có hộp số tự động V-Bell. Khung cầm xe thuộc loại Underborn, có phộc lồng trước và giảm sóc sau là cánh tay trục. Phanh xe thì gồm có phanh đĩa đơn thủy lực phía trước và phanh chống sau. Kích thước xe nhỏ gọn với chiều dài cơ sở là 1260mm, chiều rộng là 135mm và độ cao yên chỉ 750mm. Trọng lượng là 94kg. Về tổng thể thì Yamaha Mio S 125 được đánh giá là mẫu xe tay ga rất là phù hợp với lại phụ nữ Á Đông. Chưa biết thì chiếc Mio S 125 2018 có được nhập về Việt Nam hay không, nhưng đây có thể sẽ là mẫu xe tay ga cỡ nhỏ được không ít phụ nữ ở Việt Nam chúng ta yêu thích. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Top Xe. Hãy like, share và comment cho biết ý kiến của bạn ở bên dưới video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.